nhằm hỗ trợ vận chuyển đưa hành khách Việt Nam trở về nước trong tình hình dịch ncov tại Trung Quốc đang diễn biến phức tạp, Vietnam Airlines sẽ đưa vào khai thác tàu bay thân rộng nhằm vận chuyển được nhiều hành khách hơn trên các chuyến bay mang số hiệu VN 594, 595 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hồng Kông, Trung Quốc hiện tại Trung Quốc còn nhiều người Việt Nam đang du lịch, học tập và làm việc không thể trở về nước theo kế hoạch đã định. do đó, Vietnam Airlines sẽ đưa vào khai thác tàu bay thân rộng Boeing 787 để vận chuyển được nhiều hành khách hơn thay cho Airbus A321 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hồng Kông, Trung Quốc. Tàu bay sẽ bay vào các ngày mùng 5, mùng 6, mùng 7 và mùng 9 tháng 2 năm 2020. Việt Nam Airlines cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, theo dõi, kiểm tra, giám sát sức khỏe hành khách, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp hành khách khi có dấu hiệu nhiễm bệnh trên chuyến bay và tại sân bay. Việt Nam Airlines cung cấp đường dây nóng dành cho hành khách người Việt Nam đã mua vé Việt Nam Airlines và đang ở Trung Quốc như sau. Số điện thoại tại Trung Quốc: cộng 86 1371 7578 689